2 trong số 4 phương thuốc thử nghiệm đang được sử dụng để chữa trị Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo chứng tỏ hiệu nghiệm và sẽ được kê toa cho tất cả các bệnh nhân. Tỷ lệ tử vong đối với hai loại thuốc REGN-EB3 và mAb-114 là dưới 11% so với tỷ lệ 33% của hai loại thuốc khác đang được nghiên cứu. Tổ chức Y tế Thế giới hy vọng tin này sẽ khuyến khích bệnh nhân tìm đến chữa trị sớm. Đợt bùng phát Ebola kéo dài cả năm ở Congo đã cướp đi sinh mạng của hơn 1.800 người. Chữa trị Ebola là một thách thức đối với nhà chức trách Congo vì cuộc nội chiến tiếp diễn và vì nhiều người không tin là có bệnh Ebola nên thường không tìm đến chữa trị khi mắc bệnh. Điều này khiến virus lây lan nhiều hơn.